Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xây Dựng Minh Châu. Hôm nay Minh Châu giới thiệu cho các anh chị là mẫu mới của thương hiệu Master công nghệ của Đức nha các anh chị. Đây là dòng máy đánh bột của thương hiệu Master, mẫu mới về. Dòng này Minh Châu bán rất là nhiều nhưng ở công suất 1200W, nhưng mà bây giờ mẫu mới về nó là 1600W luôn các anh chị ạ. Ở tốc độ là 1100 vòng trên 1 phút, sử dụng điện là 220V. Có gắn cho chúng ta một cái đầu khoan sẵn ở đây luôn, đầu 16mm này các anh chị, đầu lớn nha. Đây, để anh em sử dụng, mình có thể khoan sắt, khoan gỗ, khoan được tất cả các thứ. Nhưng ở tôi trầm thì cô bán chỉ khoan nó không hư mũi. Và đồ khỏe của dòng này thì cực kỳ khỏe luôn. Mọi người có thể sử dụng mũi lớn, mũi 18, 20, 22 thoải mái luôn. Dòng này nó cực kỳ khỏe luôn. Ở công suất nó 1600W. Anh em có thể đánh bột. Đây, nó tặng kèm chúng ta một cái cần đánh bột này. Đánh bột, đánh hồ dầu, đánh vừa, đánh sơn nước. Tất cả những gì mà cô bán chỉ cần đánh là đều có thể đánh được nha. Quầy để rất là mịn luôn. Cái này nó tặng cho mình một cái cần bằng thép, cho nên là anh em có thể đánh những cái hồ dầu có đá để đúc chầu kiện, hoặc là làm những cái vật dụng mà mình cần nó trồn cho đều thì cái này là có thể hết nha. Hoặc đánh bột mì thì anh em có thể thay cái cần này bằng cần inox, mình có thể đánh bột mì làm thức ăn rất là ok luôn. Quay sát lại đây cho cô bán chỉ tham khảo này. Cô bán chỉ thấy không, ở phần bên ngoài nó làm bằng hợp kim nhôm và được sơn tình điền này. Đó, sơn tình điền ở bên ngoài nhìn đẹp không, có kim tuyến luôn, thương hiệu Master công nghệ của Đức này. Tay cầm thì quán chị đã biết, tay cầm bằng bọc cao su, cầm rất là êm tay luôn, cao su non mọi người ạ. Nó cầm nó rất là chắc tay luôn, không sợ trơn trượt này. Đây, đã là cao su non rồi mà còn được tạo rặn bi để không bị trơn trượt nữa này. Công tắc có khóa công tắc để anh em làm việc muốn nó hoạt động lâu dài mà không cần bóp công tắc, mình có thể bấm và khóa công tắc lại, nó sẽ chạy luôn nha. Khi mà mình bóp cái nữa nó sẽ nhả công tắc và ngắt không sử dụng. Đây, có tay cầm sắt đi ở đằng sau luôn, này là có thể xoay được này. Đó, cũng được tạo rặn luôn. Dòng này hoạt động qua ổ thang như quán gì, hai bên là hai ổ thang ở bên ngoài này, rời luôn để anh em có thể thay thế cực kỳ dễ dàng luôn. Đây, đặc biệt ở dòng này ruột đồng nhôm thép nhưng mà bọc thêm một cái ốp nhựa bên ngoài cái ruột đồng nữa để bảo vệ cái phần ruột và phần pin để cực kỳ ok luôn. Đó, nó có hút bụi cát vào bên trong thì cũng không ảnh hưởng đến phần ruột bên trong nha. Đến dòng này thì ở Minh Châu là bảo hành cho quán chỉ 12 tháng để quán chỉ yên tâm sử dụng luôn. Thấy con máy không, đầu sắt, cầm thì hơi nặng tay nhưng mà làm việc thì cực kỳ ok luôn mọi người ạ. Ở đây thì Minh Châu sẽ gắn thử cái cần đánh này, kẹp cực kỳ chắc chắn luôn mọi người ạ. Đây, nó có gắn sẵn chúng ta một cái khóa 16 ly luôn các anh chị. Các anh chị thấy không? Cầm ở đây và hai tay cầm hai bên cầm rất là chắc chắn luôn. Có kèm theo cần chúng ta để làm việc luôn là tuyệt vời luôn rồi mọi người ạ. Rồi tiếp theo là Minh Châu sẽ gắn một cái mũi khoan sắt lớn nha. Đây, khoan sắt khoan gỗ rất là lớn luôn. Đây, bây giờ Minh Châu sẽ test cho các bạn chỉ thấy cái khả năng khoan sắt khoan gỗ của con máy nha. Cực kỳ khỏe luôn mọi người. Đó, khoan nát khúc gỗ luôn, rất là dày nha. Gỗ hương có hai loại luôn này các bạn chị. Đó, một con máy như vậy các bạn chị có thể sử dụng với mức độ tô trầm của dòng này. Nó qua một cái nhông chuyền ở đây. Đây các bạn chị, nó qua một cái ổ nhông ở đây, nó làm giảm tốc độ lại nhá. Nó chỉ còn 1100 vòng trên 1 phút. Nhưng mà lực của con máy này thì so với tô nhanh thì nó phải gấp 10 lần các bạn chị ạ. Cực kỳ khỏe luôn. Mình có thể sử dụng đánh bột, đánh hồ dầu ở cái chậu lớn nha. Và khoan sắt mũi lớn đều được hết nha. Khoan sắt, khoan gỗ, từng những lỗ khoan bự có thể chơi được luôn.
Một con máy như vậy tại cửa hàng máy sưởi Minh Châu chỉ với giá 900 nghìn và được bảo hành 12 tháng cho các bạn chị yên tâm sử dụng luôn. Một giá bán thì quá tuyệt vời và chế độ bảo hành rất là ok luôn. Các bạn chị ai có nhu cầu thì trực tiếp đến các cửa hàng của máy sưởi Minh Châu hoặc gọi điện thoại đặt hàng ở các số điện thoại bên trên màn hình. Và các bạn chị nhớ đừng quên nhấn đăng ký ở bên dưới video để khi mà video Minh Châu lên những cái dòng sản phẩm nào phù hợp với các bạn chị sử dụng thì ủng hộ Minh Châu nhé. Rồi, video hôm nay Minh Châu xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn chị đã quan tâm theo dõi.